giá đất trồng lúa sẽ tăng cao. Khi luật đất đai sửa đổi được thông qua, khi đó sẽ cho doanh nghiệp được đứng tên đất trồng lúa thì điều này sẽ khiến cho nhu cầu mua sở hữu đất sẽ tăng cao, doanh nghiệp họ có thể mua để thực hiện dự án. Còn người dân có thể hưởng lợi trực tiếp và hoàn toàn có thể bán với mức giá phù hợp. Đất trồng lúa là đất có các điều kiện phù hợp để trồng lúa, bao gồm đất trồng lúa ký hiệu là lua, đất chuyên trồng lúa nước ký hiệu là lúc, đất trồng lúa nước còn lại ký hiệu là lát. Ở đây trên bản đồ quy hoạch ta có thể thấy đất chuyên trồng lúa nước khu vực này thì vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng. Còn ở khu vực này, đất chuyên trồng lúa nước sẽ quy hoạch thành đất ở tại nông thôn. Loại đất ở này có thể xây được nhà ở. Khu vực bên cạnh này thì đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao sẽ thay thế cho đất chuyên trồng lúa nước. Đối với khu vực này, khi quy hoạch sẽ có thêm đất ở tại nông thôn, đồng thời có sự xuất hiện của cơ sở giáo dục và đào tạo, trung tâm thương mại dịch vụ, cơ sở thể dục thể thao, cơ sở văn hóa, công trình an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc nắm rõ thông tin về đất trồng lúa trên bản đồ quy hoạch là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, bất động sản và xây dựng. Vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.